Chào các bạn nhé. Lời đầu tiên thì Minh Quân xin rất được cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Minh Quân trong thời gian vừa qua, kể cả kênh YouTube và kênh trên TikTok. Thì các bạn đã comment rất nhiều. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái lỗi ở trên máy lạnh Toshiba Inverter, loại bồi nhỏ chúng ta hay bị côn trùng lằn vô nha. Mà lỗi này thì nó là lỗi 04 nha các bạn. Và mình xin lỗi các bạn vì hôm nay mình có nhờ một bạn thợ gọi là Caramel quay, nhưng mà nó không được rõ nét lắm, nhưng mà mình sẽ thu âm cho nó ràng cho các bạn nhé. Đồng hồ hơi mờ vì bạn chưa quen. Thì ở đây thì mình giới thiệu lại các bạn, đây là cái bộ bô mạch Toshiba Inverter ha. Bộ này các bạn biết đấy, rất là quả đang chạy. Và đây đồng hồ mình đang để thang đồ 50V DC nha, mình đang đồ giao tiếp nha, đèn với đỏ nha, 2 với 3 là các bạn biết rồi nha. Thì mình mới khởi động lên thì kim đồng hồ nó đã lên tới 30 mấy 40V rồi nha các bạn. Đấy, hơi mờ. Nói chung là cái lỗi này mình các bạn thông cảm, vì là bạn quay nó vì mở cái đồng hồ màn hình mình mở không có lâu thì làm quá nhiều đấy, cho mình mở quá. Nhưng mà các bạn có thể là nhìn rõ chút xíu nữa mình sẽ zoom lại cho các bạn xem nhá, xem rõ hơn. Thì mới bật nguồn điện lên thì nó đã kim nó đã lên đến tầm 30-40V này nha các bạn. Đây, đây là cái dòng bô này nha, bô này trùm bị côn trùng lằn vô mà rất là mắc tiền nha các bạn. Đấy, và các bạn thấy một quả đèn của đỏ của mình là cái đồng hồ này mình đang để đấy, mới bật nguồn lên là nó đã lên, nó đã, nó không dao động mà nó lên thẳng volt đấy nha bạn. Đây các bạn thấy không, đấy, đồng hồ hơi mờ, các bạn thông cảm một chút. Mình chỉ nói giờ là các bạn dễ hiểu rồi, khi các bạn mới bật nguồn lên thì các bạn đã thấy như vậy rồi, đồ là thấy vậy thì chắc chắn là bị bò đầu nha các bạn. Đấy, và giờ bó lỗi này nó sẽ giúp lỗi cho bạn. Và mình không, mình đã test rồi nhưng mà tại này kia quá cho nên là mình không có đưa mã lỗi này, vì mã lỗi của Toshiba thì nó sẽ lên rất nhiều cái lỗi, nhưng lỗi này thì là lỗi 04 nha các bạn. Bạn nhớ đây là lỗi 04 ha. Và mình sẽ tiến hành đầu tiên mới bật nguồn lên mà nó lên của nó thì ta sẽ sửa bộ cục lạnh nha các bạn, để kiểm tra nha. Cái video này thì mình chắc chắn nó sẽ bị cái ở trên cái bộ cục lạnh này rồi ha các bạn nha. Nhưng mình hôm nay một cái đặc biệt mình sẽ giới thiệu các bạn là cái con IC này mình cũng bô sang thì có, mình đã làm rất nhiều, nhưng các bô là khác thì nó không có, mà cái con IC này hơi bị hiếm nha các bạn. Đấy, cái con IC này á, là con IC quang giao tiếp. Với những các bác thợ chuyên nghiệp thì không cần phải nói nhiều. Ở đây thì mình đang gọi là chia sẻ cùng các bạn. Đấy, con này với những các bạn mà mới vào nghề nha, còn những các bạn mà các bác chuyên nghiệp rồi thì mình không dám lậm phép vào đây ha, vì nghề nghiệp mà. Và con này mình sẽ cho các bạn biết là con này là cái tên nó là TLP 748 ha. Và mình không có con này, mình sẽ lấy một con tương đương nha các bạn, tương đương. Ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn là cái con tương đương thôi, chứ còn các bạn, nhiều bạn này thử biết là lên như vậy là bị giao tiếp rồi đúng không, không muốn là lỗi giao tiếp, mà mất nguồn cũng là giao tiếp. Nhưng ở đây nguồn nó vẫn có ha, nguồn cũng nóng có đầy đủ, nhưng mà nó gọi là ta để thang 5 như theo mình thường hay để là 50V DC đồng hồ vạn năng nha, không sử dụng, mình ít khi sử dụng đồng hồ điện tử. Thì cái kim nó lên đến tầm 40-50V, 40 hơn 30-40V nhưng không được 50 ha. Và bây giờ mình đã đang gắn vô một con là TLP 741. Ở đây là mình đóng tương đương nha bạn, vì cái con kia mình kiếm không có, và mình không có đặt mấy nơi người ta còn nó không có nha.
Còn có thể là nhiều các bạn này có sẵn trong nhà, hoặc là nhiều các bạn này có nơi là lấy được hoặc là mua được hoặc xin được đi, nhưng mà mình là kiếm không có, và mình cũng chia lại các bác ở trên mạng xã hội nhưng mà hết hàng. Mình sẽ dùng một cái con này là 741 và cái con cũ của nó là 748 đấy, để xem nó chạy được hay không. Ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn này nha, chia sẻ là đóng cái con này là tương đương đấy, ý là vậy thôi. Video thì nó cũng ngắn, không có dài dòng lắm đấy. Các bạn chuyên chuyên sâu thì các bạn cứ tham khảo nhiều các bác thợ, hoặc là có gì các bạn cứ comment phía dưới video đấy, hoặc trên kênh mình có điện thoại Zalo, mình sẽ phản hồi lại sớm nhất cho các bạn nha. Và bây giờ ta lắp của nó vào hàn vô, và bây giờ ta sẽ test nha các bạn. Đấy, như lúc đầu nói thì cái mình hai tay tay tháo IC tay hút, cho nên mình phải nhờ một bạn cameraman là bạn thợ của mô hình bạn quay nha, nhưng mà bạn đặt máy quay nó không đúng vị trí, các bạn thông cảm nha. Đấy. Còn mình đang dựng cái tay á, của cái quạt cái motor kia là cái quạt cục lạnh á, là nó cái này quạt nó bị lỗi nha các bạn, nó có tải chịu cái cánh lại đó, thì nó cái sung nó mới tốt được. Này cái motor của mình bị lỗi cho nên mình dựng nha, dựng lại đấy. Và ta sẽ nhìn xem nha, bây giờ là đóng cái IC này lên là nó không có, nó bật nguồn điện máy lên là giao tiếp nó không chưa làm việc nha các bạn. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ đợi nha, ta đợi 5 năm 3 phút đi, chúng ta sẽ thấy 5 đến 6 phút thôi, mình sẽ quay gần lại cho các bạn thấy. Lúc nãy mình chưa thay con IC bốt tử quang các bạn, là mở nguồn lên đó, cái là nó lên lâu, nó lên mà không có dao động nha, không có giao tiếp, nó lên thẳng ba mấy 40 V. Bây giờ thì nó mình đóng cái xe này nó chưa có lên, kim đang trở về nha. Anh ta đợi chút xíu nữa ta xem là kim nó có lên và nó có nhịp hay không nha. Cái dòng Toshiba này thì cái giao tiếp của cái Toshiba này mình rất làm mấy video này, các bạn có gì các bạn đi qua mấy video ngắn video dài nó không có nha. Đấy, bây giờ nó bắt đầu lên này, đóng trở lên là bắt đầu lên đó các bạn. Đấy, các bạn ý nha, xong chút xíu nữa mình sẽ zoom lại rõ cho các bạn xem, tại bữa nay cái điện thoại này với lại hơi bị cháy ánh sáng, đồng hồ mình làm suốt ngày bụi bẩn nó hơi bị mờ. Đấy, giờ quạt cũng nóng, bạn thấy chạy chưa? Quạt giao tiếp nó không có tốt là cũng nóng, nó không bao giờ chạy đâu. Và quạt nó không chạy luôn, nó không chạy luôn, nó sẽ báo lỗi chớp đèn. Phần lỗi nó sẽ báo đầu tiên là cái lỗi 04 nha các bạn. Ở đây mình giới thiệu lại các bạn là cái bộ bô mạch của điều hòa Toshiba Inverter, là bô nhỏ nhá. Bộ này quạt DC luôn. Đấy, các bạn thấy đó, ở đồng hồ nó nhịp kim không, lốc chạy này và lốc chạy. Cái này bị cháy ánh sáng quá, video nó không được sắc nét. Để mình xoay sao đồng hồ camera cho nó rõ vào cái đồng hồ, cho các bạn thấy cái giao tiếp của cái đồng hồ này nó như thế nào ha. Đây, các bạn thấy rõ không? Đây đây đây, nó quá mờ luôn vì mình đã bị xăng vô đồng hồ. Giao tiếp tốt là nó chạy các bạn. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy cái kim không? Đấy, nhìn đó kim nha, các bạn thông cảm đi nha, nó hơi mờ, chúng ta chịu khó một chút. Và lỗi là do con này nha các bạn, đấy nó màu đen là mình đã đóng màu trắng rồi nha. Đấy, con đen là nó là 748, cái con tương đương mình đưa vô là 741.
Chứ cái dòng bộ mạch Toshiba cũng nóng này các bạn ạ, là nó thằn lằn con trùng vô là nó hư chết khiển là quá nhiều nha các bạn.